Bài tập thủ công đặc biệt. Bài tập thủ công gia đình hôm nay được đựng trong phong bì bí mật. Thứ hai mang đến nộp, mọi người đều sẽ thấy những bài thủ công khác nhau. Thú vị quá. Mỗi học sinh đều không giống nhau ư? Em nhất định sẽ đứng đầu. Nói đùa gì chứ. Nhìn anh vượt qua em đây. Con đồ to. Có đồ nhỏ tới đón anh rồi. Vẫn chưa thi xong mà. Thứ hai tiếp tục thi. Được thôi. Con đầu to, đây là bài tập thủ công hôm nay của con ư? Đúng thế, cô Nguyệt Nha nói, trong phong bì là bài tập thủ công gia đình bí mật, nhìn có vẻ rất thần bí. Đúng thế, bố đồ nhỏ mau mở ra đi. Bố đồ nhỏ, là bài thủ công gì thế? Làm váy cho búp bê. Đây là chuyện may vá mà, khó lắm. Hơn nữa, bố lại không giỏi, vậy chúng ta phải nghĩ cách thôi. Con đầu to, đây là váy của mẹ tập về. Chúng ta dùng nó làm mẫu. Nhất định sẽ làm ra được chiếc váy xinh đẹp cho búp bê. Con thấy thế nào? Nhất định phải để tất cả búp bê đều thích chiếc váy này. Mong là như vậy. Cô giáo nói bài tập thủ công phải cùng nhau làm mới được. Làm quần áo cũng giống như thiết kế cầu vậy. Trước tiên phải có bản vẽ mới được. Rồi thu nhỏ tỷ lệ lại. Ta sẽ có thể làm ra chiếc váy cho búp bê rồi. Bố đồ nhỏ, dùng cái này làm vật liệu đi. Cái áo này chật rồi, con không mặc được nữa. Vừa đúng lúc, bản thiết kế váy của bố cũng đã xong rồi. Con đồ to, lúc dùng kéo rất nguy hiểm để bố làm cho. Thật ra là một chiếc váy rất đơn giản. Chỉ cần cắt ra hai mảnh vải trước sau, rồi may lại với nhau là được. Bố đồ nhỏ giỏi quá, việc gì cũng biết làm. Con nhìn kỹ nhé, bố bắt đầu đây. Được chưa ạ? Đại khái là như vậy. Chỉ cần khâu vào với nhau là được. Nhất định là một chiếc váy rất đẹp. Bố đồ nhỏ không sợ đâu. Bố đồ nhỏ dũng cảm nhất. Không đâu, không đau chút nào. Váy làm xong rồi đây. Xấu quá. Đúng là hơi xấu thật. Hơi giống tạp dề của mẹ con. Váy của con gái thì phải đẹp, giống như tiên nữ vậy. Con biết dùng cái gì làm rồi. Loại vật liệu này giống như công chúa hay mặc. Thế nào hả? Wow, váy búp bê đẹp quá. Cho bố đồ nhỏ 10 điểm. Cảm ơn con. Nhưng mà hình như hơi ngắn. Hết cách rồi, khăn mặt nhỏ quá. Con đồ to, con phá hoại gì vậy? Bố đồ nhỏ, con đang giúp làm bài thủ công gia đình mà. Bố mẹ chỗ này lại là sẽ biến thành quần ngắn. Đây đúng là một ý hay. Hay quá. Tiếp theo giao cho con. Bố đồ nhỏ, con gái đều thích hạt lấp lánh. Con sẽ dùng nó trang trí cho váy. Con đồ to đúng là khéo tay thật. Không hổ là con trai của bố. Nếu có thêm một cái nơ bướm nữa thì càng đẹp. Chuyện này dễ thôi. Giống như buộc dây giày ấy mà. Đẹp quá. Thế nào hả? Bài tập thủ công bí mật của em là gì? Chúng ta cùng lấy ra nhé. Được. 1, 2, 3. Wow, anh thích bài thủ công của em lắm. Em cũng thích bài của anh. Đồ to, kẹo bông. Đây là bài thủ công của các em ư? Đúng ạ. Không phải chứ. Các em có mang phong bì đựng đề bài không? Có ạ. Cô biết mà, hai em lấy nhầm phong bì của nhau rồi. Thì ra là lấy nhầm, chúng ta đổi lại cho nhau là được. Đúng thế. Chẳng trách bài tập thủ công này hơi kỳ lạ. Có điều nhầm lẫn cũng không sao. Còn không phải ư? Chỉ cần cùng lũ trẻ thực hiện thì đã thấy rất vui rồi. Tảo tứ. Xem phim vòng ngữ vô địch của con đi. Tia siêu nhân. Dừng lại. Làm phiền hai vị dũng sĩ dừng một lát. Mẹ phải đi tham gia buổi gặp mặt bạn học. Buổi tối mới về. Gặp mặt thì tốt, có thể tăng thêm tình cảm bạn bè. Được, mẹ tập về về sớm nhé. Đúng rồi. Ớt khô mà mẹ đang phơi trong sân, phơi thêm một hôm nữa là được rồi. Hai bố con không được động vào. Yên tâm đi, có anh ở đây, đảm bảo không ai dám động vào ớt. Trời tối rồi ư? Xem ra thật sự sắp mưa rồi. May mà mẹ tập về mang theo ô. Đừng sợ, chỉ là sắp sửa có bão mà thôi. Bão ư? Bố đồ nhỏ, bão sắp tới rồi. Số ớt đó có sợ không? Ai da, ớt khô. Sao bố lại quên được nhỉ? Khó khăn lắm mới phơi khô được. Phải làm sao đây? Nhưng mẹ tập về nói không ai được động vào ớt. Đúng thế. Có cách rồi. Chúng ta che ô cho ớt khô đi. Con đồ to. Nhiều ớt khô như vậy, một chiếc ô làm sao che hết được? Nhà chúng ta có 100 chiếc ô không? Đương nhiên không có. Nhưng nhà chúng ta có tấm vải bạc lớn, có thể che kín tất cả chỗ ớt khô này. Chuẩn bị, nhấc lên, bắt đầu che. Giờ thì không sợ mưa nữa. Ây da, hội bay mất rồi. Ớt cũng bay rồi. Con vì cứu ớt nên mới đụng vào. Mẹ tập về không được trách con đấy. Cuối cùng đã bắt được nó. Thế này không được. Vậy phải làm sao? Chỉ có thể làm trái lệnh của mẹ, đem ớt về nhà thôi. Được ạ. Bố đồ nhỏ, nhiều ớt như vậy cay quá. Con trai phải dũng cảm. Nhìn bố đây. Bố chỉ cần chớp mắt một cái là đã thu được hết ớt vào rồi. Không thu nổi, cay quá. Bố đầu hàng rồi. Lần này không sợ cay nữa. Bắt đầu thôi. Mau lên. Bắt đầu mưa rồi. Chạy mau lên. Sao thế mẹ tập về? Buổi gặp mặt không vui sao? Gặp mặt thì rất vui. Có điều vừa rồi về tới đây, em phát hiện ra ớt khô mẹ em phơi đều bị gió thổi bay hết rồi. Mẹ tập về mau lại đây nhìn xem. Ôi, ớt khô của mẹ. Đây là thật sao? Mẹ tập về, mẹ nói không được động vào ớt khô của mẹ. Hai bố con đã không nghe lời. Là hai bố con tự tiện quyết định đem hết ớt vào nhà. Hai bố con thật là không cần phải nghe theo từng câu từng chữ. Hôm nay coi như hai bố con đã làm được một việc rất tốt. Mẹ quyết định rồi. Tối nay làm món lẩu đầu cá cay nóng hổi để thưởng cho hai bố con đã tự tiện quyết định. Lẩu đầu cá cay ư? Con không muốn đâu. tự mình đứng lên. Các bố là người lớn luôn có trách nhiệm, các con là trẻ con phải nghe lời. Đúng thế, các bố đã mua giày trượt băng cho các con thì không thể để nó trở thành vật trang trí. Vì vậy các bố sẽ giám sát các con tập luyện trượt băng. Chúng con muốn tự tập. Bước đầu tiên, kiểm tra khả năng thăng bằng bước đi tại chỗ của các con. Bước đi tại chỗ gì chứ, thăng bằng mới là quan trọng. Vui quá, vui quá. Còn có trò vui hơn cơ. Chú ý giữ vững thăng bằng. Đừng khóc, công chúa nhỏ của bố. Con không sao chứ? Có bị da vào đâu không? Lúc nãy bố sơ ý quá, quên là các con vẫn chưa biết phanh gấp. Cơ mà tư thế ngã này của con cũng rất tao nhã. Nhưng bố làm con ngã tao nhã đau quá. Lỗi tại bố cả. Lỗi của bố, lỗi của bố. Lát nữa trượt băng xong, bố mua kẹo cho con để chuộc lỗi nhé. Bố mau bế con dậy đi. Con đồ to, con đã là một chàng trai rồi, có thể tự đứng lên được. Bố đồ nhỏ phải thưởng đồ chơi mới cho con nhé. Một nam tử Hán thực thụ sẽ không bị đồ chơi kiểm soát đâu. Nên là không có đồ chơi, chỉ có tự đứng lên thôi. Con không đứng, con không đứng, con không đứng. Này, anh hơi kỳ cục đấy. Chẳng lẽ anh không sợ thằng bé cứ ỷ lại mãi không chịu đứng dậy sao? Kỳ cục hay không cứ chờ xem kết quả. Dù sao cũng không thể để thằng bé lấy việc này ra đòi hỏi điều kiện được. Quan điểm giáo dục của anh tầm bậy quá. Đã qua 10 phút rồi đó. Mới có 10 phút à? Tôi còn tưởng nửa tiếng trôi qua rồi cơ. Chúng ta đi xem thử. Vẫn chưa đứng lên. Đau chết mất. Đều tại mặt đất này không tốt, làm công chúa nhà ta bị sưng một cục lớn. Bố mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con nhé. Đừng khóc, đừng khóc. Con đầu to, có tự đứng dậy được không? Con muốn bố bồng con lên như chú ấy cơ. Muốn cả thật nhiều đồ ăn nữa. Đồ ăn. Đồ ăn thì không có đâu. Có chút thời gian cho con để tự kiểm điểm thôi. Cũng phải, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Con ngoan, nào, ăn thêm đi. Đây đều là đồ ăn con thích ăn đó. Ăn vào sẽ hết đau. Con mau lại đây lấy đi. Bố đầu nhỏ chẳng thương con chút nào. Tất nhiên là bố thương con, nhưng vì bố càng tin tưởng vào con đầu to của bố hơn. Dù ngã bao nhiêu lần cũng đều sẽ dũng cảm tự đứng lên. Vả lại rõ ràng con có thể trượt rất giỏi mà. Không sao, con không sợ đau. Bố ơi, thực ra con ngã cũng không đau đến mức ấy. Lá thư thần bí. Bức này là bạn đại học của bố từ Mỹ gửi về. Bức này là từ Pháp gửi về. Hay thế, có nhiều người viết thư cho bố như vậy. Sao chẳng có ai viết thư cho con? Con phải viết cho người ta thì người ta mới có thể hồi âm cho con. Vậy bây giờ con đi viết. Chú Bưu Tá là đồ tồi. Đồ tồi. Con đồ to viết thư thật này. Lại còn là thư gửi công chúa Bạch Tuyết. Sao thế? Thư con đồ to viết cho công chúa Bạch Tuyết bị quàng lại rồi. Viết cho công chúa Bạch Tuyết. Thằng bé này, xem thử đã viết gì nào. Xin chào công chúa Bạch Tuyết thân mến. Tớ là con đầu to ở Trung Quốc. Tớ rất thích đọc câu chuyện của bạn. Hy vọng có thể kết bạn với bạn. Bạn có thể viết lại một lá thư cho tớ không? Ký tên con đầu to. Bố đầu nhỏ, nếu không nhận được hồi âm, con đầu to sẽ thất vọng lắm. Ừ, anh sẽ viết hồi âm cho thằng bé, để anh làm công chúa Bạch Tuyết cho. Công chúa Bạch Tuyết hồi âm cho con rồi. Mẹ Tạp Dề ơi, mẹ đọc thư giúp con với. Mẹ xem nào. Con đầu to thân mến, tớ là công chúa Bạch Tuyết đây. Mỗi dịp Tết đến, các bạn nhỏ ở chỗ tớ đều sẽ tự tay làm thiệp chúc mừng tặng bố mình. Bạn có biết làm không? Ký tên công chúa Bạch Tuyết. Tự làm thiệp chúc mừng, con biết làm. Cái cô công chúa Bạch Tuyết này, sao không nói là làm thiệp cho mẹ? Đây là thiệp chúc mừng tặng bố sao? Công chúa Bạch Tuyết bảo con làm đấy. Đúng là con ngoan của bố. Khi nào hồi âm cho công chúa Bạch Tuyết, đừng quên gửi lời cảm ơn của bố nhé. Thư của con đầu to lại trả về rồi. Tớ có một ông bố tốt nhất trên đời, và một bà mẹ suốt ngày cằn nhằn. Tức chết mất thôi, không ngờ lại nói mình như vậy. Lần này để mình viết thư. Hay quá, công chúa Bạch Tuyết đã hồi âm luôn rồi. Mình chưa viết mà, ai gửi thế nhỉ? Cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Hay quá, cô bé Hoàng Khăn Đỏ cũng gửi thư cho con. Bố mau đọc đi. Con đầu to thân mến, công chúa Bạch Tuyết nói bạn đã làm thiệp chúc mừng cho bố. Các bạn nhỏ nước ngoài còn tự gấp 1.000 con hạt giấy tặng cho mẹ mình nữa. Còn cậu thì sao? Ký tên cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Hả? Còn phải làm quà tặng mẹ nữa. Các bạn ở nước ngoài mệt thế. Con đầu to, sao con ngắt mấy bông hoa của mẹ rồi? Cả báo của mẹ cũng bị con xé luôn. Công chúa Bạch Tuyết bảo con làm thiệp chúc mừng cho bố. Con đầu to, có thấy bản vẽ của bố đâu không? Đây là gì vậy? Cô bé Hoàng Khăn Đỏ bảo con gấp 1.000 con hạt giấy. Mà nhà mình không có nhiều giấy thế. Bản vẽ của tôi đều tại cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ thì làm sao? Tặng quà cho mẹ là lý lẽ chính đáng. Ý kiến tội của công chúa Bạch Tuyết đưa ra làm quà của em mất hết rồi. Tặng quà cho bố cũng không sai mà. Trách công chúa Bạch Tuyết, trách cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Tại công chúa Bạch Tuyết, do cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Con muốn viết những điều con muốn, kết bạn với những người con thích. Chúng ta đúng là mua dây buộc mình. Con đầu to, có cần mẹ đọc giúp con không? Không cần ạ. Con với các bạn viết thư bằng tranh vẽ. Bố đầu nhỏ, anh nghĩ ra cách này để con đầu to trao đổi thư từ với các bạn nhỏ trường tiểu học hy vọng hay đấy. Tất nhiên rồi, anh là ông bố tốt nhất trên thế gian mà. Mẹ Tạp Dề ơi, con có thể gửi đồ con làm cho các bạn ấy không? Tất nhiên là được rồi. Đầu to đúng là một đứa bé ngoan có lòng nhân ái. Xong, con đã gửi thiệp chúc mừng và hạt giấy cho các bạn ở trường tiểu học hy vọng rồi. Đó không phải để tặng bố mẹ sao? Nhưng các bạn ấy cần tình yêu thương hơn. Đúng vậy. Nhưng con giải thích thế nào với công chúa Bạch Tuyết và cô bé Hoàng Khăn Đỏ đây? Vậy bố mẹ giúp con viết thư cho họ đi. Con nghĩ họ nhất định sẽ hiểu thôi. Nhưng bố mẹ chính là... Được được, bố mẹ viết giúp con. Con là một đứa trẻ ngoan, tràn đầy lòng nhân ái. Nhớ bảo họ cũng gửi quà cho con nha. ngủ cùng bố mẹ. Gió hôm nay ấm áp quá, thổi qua mặt như ngủ trong lòng mẹ vậy. Ngủ trong lòng mẹ. Đúng vậy, hàng tối em đều ngủ cùng mẹ mà, ấm lắm. Tiểu Minh, thế còn anh? Anh á, anh thích nhất là sờ tay bố khi ngủ, như thế ngủ ngon cực. Đầu to, anh thì sao? Anh... Được mẹ ôm ngủ là cảm giác như thế nào? Từ lâu anh đã không còn nhớ nữa. Anh toàn ngủ một mình thôi. Anh Đầu To tội nghiệp quá. Đầu To, đừng buồn. Cậu còn có tuổi tớ mà. Không còn sớm nữa, con Đầu To đi ngủ thôi. Sao bố mẹ không ngủ? Bố mẹ cũng sắp ngủ rồi. Không nghe lời hả? Muốn mẹ nhắc con lên phòng không? Được rồi, bố cũng không xem nữa. Chúng ta đều đi ngủ, vậy là được rồi chứ con Đầu To. Được ạ, hôm nay con muốn ngủ cùng bố mẹ. Nào, thế thì đi lên gác. Con Đầu To, con đi nhầm rồi. Phòng con ở bên kia mà. Con nói rồi mà, con muốn ngủ cùng bố mẹ. Con Đầu To, con lớn rồi nên ngủ một mình, hiểu không? Không, con vẫn ngủ một mình suốt đấy thôi. Không đâu, con muốn ngủ với bố mẹ cơ. Không đâu, không đâu, không được. Hôm nay con nhất định phải ngủ cùng bố mẹ, trừ khi con qua được cửa của bố. Con thua rồi. Ngoan ngoãn về phòng ngủ đi. Thằng bé này làm sao thế nhỉ? Không được. Tối nay kiểu gì mình cũng phải ngủ với bố mẹ. Sao thế? Không hay rồi. Phòng con có quái vật. Hả? Chuột à? Mẹ sợ chuột nhất trên đời. Không không, con cũng không biết là cái gì. Chắc là con gián. Con gián ạ. Đáng ghét, mẹ sợ gián lắm. Đừng sợ, là gì thì cứ để anh xử lý nó. Thế nào? Đã tìm ra chưa? Chả có gì. Nhưng con đã nhìn thấy thật mà. Được rồi, bố đã kiểm tra toàn bộ. Phòng con không có gì cả. Mau về ngủ đi. Cứu con với. Sao thế? Trong phòng lại có cái gì à? Vâng, ngoài cửa sổ có quái vật. Đầu To đừng sợ. Đó là bóng cây thôi, không phải quái vật đâu. Bố ơi, con sợ lắm. Tối nay cho con ngủ với bố mẹ được không? Đàn ông con trai sao lại kêu sợ. Đầu To ngoan, ngủ đi con. Lần này chắc không có chuyện gì nữa đâu. Đầu To, con làm gì đấy? Xin đừng đánh thức con vậy. Đừng đánh thức con. Chẳng lẽ thằng bé đang mộng du? Con Đầu To, vậy tối nay con ngủ ở đây đi. Hay quá. Ngày mai mình sẽ khoe với Tiểu Minh và Kẹo Bông. Ồn quá. Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, sao anh không nghe? Rửa bát xong phải cất vào tủ. Sao lại như vậy? Chả giống tưởng tượng chút nào hết. Trời ơi, con không muốn ngủ với bố mẹ nữa đâu. thiếu sự quan tâm. Mẹ Tạp Dề ơi, con muốn ăn sô-cô-la. Ây da, quên mua sô-cô-la rồi. Ngoan, mai mẹ mua cho. Con muốn ăn kem. Con ăn kem rồi còn gì. Mà ngoan ngoãn ăn cơm đi. Nhưng chỉ có mỗi 2 món, con đều không muốn ăn. Con đồ to, dạo này mẹ bận lắm, thực sự không có thời gian nấu nướng. Có gì ăn nấy đi. Mẹ Tạp Dề nói dối. Chắc là mẹ giấu đồ ăn ngon đi đâu rồi chứ gì. Ngoan ngoãn ăn cơm đi, con đồ to. Dạo này bố mẹ bận bù đầu, con phải ngoan chứ. Hình như mẹ Tạp Dề và bố Đầu Nhỏ quên sinh nhật của mình rồi. Anh Đầu To ơi, sắp đến sinh nhật của anh rồi. Nhưng bố mẹ dạo này không quan tâm đến anh nữa. Họ đã quên sinh nhật của anh rồi. Cậu có thể giả ốm, bố mẹ sẽ cho cậu ăn nhiều đồ ngon. Anh cũng có thể giả vờ gây sự. Mỗi lần em ngang bướng, mẹ sẽ đều chơi cùng em thật lâu. Con Đầu To, con Đầu To, mau dậy đi, trễ học bây giờ. Mẹ Tạp Dề ơi, con bị ốm rồi, không đi học được. Con Đầu To, con không khỏe à? Con bị đau bụng. Con Đầu To, con đừng lo, mẹ đi lấy thuốc cho con. Con Đầu To, con Đầu To, nhà hết thuốc mất rồi. Vậy đi, mẹ đưa con đi viện tim, bụng sẽ hết đau. Con không muốn đi viện đâu. Sao thế con Đầu To, con lại ngang bướng hả? Nào, chúng ta mau ăn sáng đi, kẻo trễ giờ thật đấy. Con bận lắm, không có thì giờ ăn sáng đâu. Con tự đi học đây. Xin lỗi, dạo này bố mẹ bận quá, không quan tâm đến con Đầu To. Để tỏ lòng xin lỗi, bố mẹ quyết định tối nay sẽ đưa con Đầu To đi rừng nguyên sinh. Nhưng mà bố Đầu Nhỏ ơi, buổi tối đi rừng nguyên sinh, liệu có bị hổ ăn thịt không? Bây giờ con Đầu To hãy nhắm mắt lại đi. Mở mắt ra nào. Wow, đẹp quá. Quá đỉnh. Bố Đầu Nhỏ, mẹ Tạp Dề đi đâu mất rồi? Bố mẹ, bố mẹ. Con Đầu To, dù bố mẹ bận bịu đến đâu thì con vẫn mãi mãi là bảo bối mà bố mẹ yêu thương nhất nhất. Bạn tốt. Anh đầu to, anh Tiểu Minh ơi! Kẹo bông, trong túi em có gì thế? Bố em gửi từ nước ngoài về đấy, toàn là đồ ăn đồ chơi. Thật à, mau cho tụi anh xem nào. Nhiều thế, tuyệt quá. Đây là kẹo gum thổi bóng biến hình. Kẹo gum thổi bóng nhà anh cũng có. Kẹo này thổi ra bóng không như bình thường đâu. Các anh xem. Thật à, cho anh thử với. Anh cũng muốn. Anh sẽ thổi một quả thật bự. Vui quá. Đây là cái gì thế? Đây là chó điện tử, nó thông minh lắm. Em chơi cho các anh xem. Ngồi xuống. Chắp tay. Nó hiểu em nói gì à? Bố em bảo đây là chó điện tử điều khiển bằng giọng nói. Đi nhặt về đây. Thông minh quá, khôn hơn cả chó thật. Buồn quá, mau dừng lại đi. Trời sắp tối rồi, em phải về nhà đây. Hôm nay chơi vui ghê. Ngày mai chúng ta mang món đồ chơi yêu thích và đồ ăn vặt đi. Đến nhà đồ ta mở tiệc đi. Nhất trí, vừa hay cậu anh cũng mang nhiều đồ chơi từ nước ngoài về cho anh. Ngày mai chúng ta cùng chơi. Việc này quyết định vậy nhé. Bye bye, đầu to. Làm sao bây giờ? Nhà mình chẳng có gì cả. Tiếp đón mọi người kiểu gì đây? Con đồ to, con tìm gì thế? Con đang tìm đồ ăn vặt có thể biến hình con vật. Nhà mình làm gì có thứ đó. Vậy làm thế nào? Con đã đồng ý để các bạn đến nhà chơi rồi. Không cần lo, mẹ biết làm. Thật à? Tất nhiên rồi. Tuyệt quá, mẹ tập về, con yêu mẹ. Bố đầu nhỏ ơi, bố biết làm vật nuôi điện tử không hả? Chắc là có. Bố mau giúp con làm một con với. Các bạn ấy đều có vật nuôi điện tử. Con cũng muốn có. Không thành vấn đề, cứ để bố lo. Con trai, đồ con muốn bố mẹ đều chuẩn bị xong cả rồi. Cảm ơn bố mẹ. Đây là gì vậy ạ? Con muốn đồ ăn con vật còn gì? Đây là mẹ tự tay nướng đấy. Đây là khủng long máy bố tự lắp. Thú vị lắm đó. Thế nào? Đảm bảo các bạn con đều sẽ thích. Không được. Những thứ này kém xa đồ chơi của kẹo bông. Con đồ to, những thứ này không tốt sao? Bố đồ nhỏ, sao bố không ra nước ngoài? Sao lại nói thế? Bố của kẹo bông mang từ nước ngoài về rất nhiều đồ ăn đồ chơi. Con cũng muốn có. Con đồ to, con sợ đồ chơi của mình không bằng đồ chơi của các bạn sao? Không phải, là con lo không thể tiếp đón bạn bè bằng những thứ tốt nhất. Ngốc ơi, bạn bè với nhau quan trọng nhất là tấm lòng chân thành, là niềm vui khi chơi cùng nhau, chứ không phải là so bì đồ đạc. Thật hả bố? Yên tâm đi con trai, bữa tiệc ngày mai nhất định sẽ rất vui và hấp dẫn. Con hiểu rồi. Hả? Đứng lại. Xem ra phải sửa thêm chút. Có rồi. Con nghĩ ra bữa tiệc ngày mai chơi cái gì rồi. Trò chơi ngày hôm nay là bắt khủng long điên cuồng. Anh đầu to, món đồ chơi này ngầu quá. Mua ở đâu thế? Bố anh làm cho đấy. Các con, lát nữa bố thả khủng long ra. Các con đi bắt nhé. Ai bắt được trước sẽ có thưởng. Phần thưởng chính là bánh quy hình con vật mẹ tự làm. Nhất định là ngon lắm. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị, bắt đầu. Bố đầu nhỏ ơi, con hiểu rồi. Giữa bạn bè với nhau, điều quan trọng nhất chính là chia sẻ niềm vui. Con đầu to đeo kính. Các anh nhìn này, em lấy từ chỗ anh họ đó. Thế nào? Trông mặt em lạ quá. Đeo kính làm gì? Anh họ em nói đeo kính đều là người thông minh. Nhưng anh có thấy em thông minh tí nào đâu. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Wow, nhìn thế này giống có học thức thật. Dĩ nhiên rồi. Giá mà mình cũng có một cặp kính thông minh thì tốt biết mấy. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về, con cũng muốn đeo kính. Sao thế? Con cận thị à? Cứ phải cận thị mới được đeo kính à? Kẹo bông nói đeo kính đều là người thông minh. Chính xác, bố làm kỹ sư không uổng đâu. Đeo kính chỉ chứng tỏ là mắt nhìn không tốt thôi. Mau trả lại cho bố, con đồ to. Con cũng muốn làm kỹ sư. Con đeo vào cũng thành kỹ sư rồi. Con đồ to đừng quậy nữa, mau trả lại bố. Chóng mặt quá, sao thế này? Con đồ to, kính phải đo độ theo thị lực. Cặp kính này là trang bị riêng của bố. Con cũng muốn có trang bị riêng của con. Mắt của thằng bé rốt cuộc làm sao thế? Chưa đi học mà đã cận rồi. Mai kiểm tra thị lực cho con xem đã. Lên. 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 Vẫn là lên. Con đồ to, đừng nói bừa, nhìn cho kỹ. Con có nói bừa đâu, đều là lên thật mà. Lên. Lên. Vẫn là lên. Chữ cái mà con nhìn thấy hình dạng như thế nào? Sao toàn là lên vậy? Mấy chữ này như con kiến, bò đi bò lại, cuối cùng đều bò lên trên. Con bị bệnh gì về mắt mà lạ vậy? Bố đồ nhỏ, bố mua kính cho con đi. Không được, kính mắt không thể đeo tùy ý được. Uống thuốc bổ mắt trước đã, quan sát vài hôm. Bố không phải bác sĩ đâu. Con nói đúng, chúng ta phải đi bệnh viện. Không được, không thể đi bệnh viện được. Bố đồ nhỏ, con dùng thuốc nhỏ mắt là được rồi. Con đồ to, con làm gì vậy? Bố đồ nhỏ không lắp kính cho con thì con tự tìm trang bị riêng. Con trai, nhìn con trông giống thầy bói quá. Cái này thế nào? Kỳ lạ quá, như người ngoài hành tinh. Không phải người ngoài hành tinh, là bộ đội đặc chủng. Thử cái này xem. Cái này cho nữ đeo, không phải trang bị riêng của con. Con muốn kiểu kính tiến sĩ, đeo vào nhìn trí thức cơ. Cái này nhìn được đấy. Thật à? Chính là nó rồi. Cạp 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 cổ cong hướng trời ca, lồng trắng vô nước biếc, chân hồng rẽ sóng khơi. Con đồ to, con trở nên văn vẻ từ khi nào vậy? Con không nói sai chứ? Một cặp kính là có ngay học vấn. Tiếp đi. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, muốn xem ngàn dặm xa xôi. Gì nữa? Không đúng. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu. Con xem, học vấn là phải đọc nhiều sách mới có thể học được. Với trình độ của con thì đeo kính vào cũng sẽ bị người khác nói là xem tivi nhiều hỏng mắt thôi. Đó là vì kính con đeo không phải kính thật. Phải bảo vệ đôi mắt, không nên xem tivi nhiều. Con không... Đúng vậy, khi nào con có một cặp kính được đây? Dù đeo kính thì cũng không được chơi điện tử nữa, không tốt cho mắt. Thì ra cận thị lại xui xẻo như vậy. Thế con đọc sách vẫn được chứ? Trong phòng khách tối lắm, vào phòng sách bật đèn lên đọc. Trước đây bố mẹ lơ là vấn đề bảo vệ mắt cho con, từ sau phải chú ý rồi. Từ ngày mai, hàng ngày đều phải luyện tập bảo vệ mắt vài lượt. Xem tivi không quá nửa tiếng, không được nằm đọc sách, không được đánh máy tính lâu, càng không được chơi điện tử. Làm bài tập phải giữ tư thế ngồi, ngực cách bàn một gang tay, mắt phải cách dở một thước. Phiền quá. Đeo kính tất nhiên là phiền rồi, thỉnh thoảng lại bị tụt xuống, mà rơi dở thì cũng nguy hiểm. Mùa đông hễ gặp hơi nóng là mở hết mắt kính luôn. Ây da, con trai, mũi con bị muỗi đốt từ lúc nào thế? Vừa đau vừa ngứa. Muỗi gì đâu, để kính đè lên đó. Đeo kính phiền lắm. Nhưng con thấy bố mẹ càng nhằn phiền lắm. Con không nhìn rõ thật. Anh thấy con cần kính thật rồi, mai đi mua. Nhìn này, đây là mũ của cầu thủ bóng chày từng đội đó. Còn có cả chữ ký nữa. Thật thần kỳ, cho anh thử với. Nhưng tớ chưa từng thấy cầu thủ bóng chày nào đeo kính cả. Bây giờ thế nào? Mảnh hơn nhiều. Con đồ to, bố mua cho con cặp kính trẻ em cao cấp nhất đây. Mai đi đo thị lực với bố. Cầu thủ bóng chày đâu có đeo kính. Hả? Gì cơ? Mắt con khỏe rồi, không cần đeo kính nữa. Bây giờ hãy gọi con là cầu thủ bóng chày đồ to.